Nông nghiệp Trại Long xin mến chào quý bà con. Chào mừng bà con chúng ta đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Nông nghiệp Trại Long. Và thưa bà con, hôm nay trong video này mình xin chia sẻ về cái giá ớt trên địa bàn cũng như cái khu vực Tây Nguyên của chúng ta, đặc biệt tại Đắk Bơ, An Khê. Thì so với thời gian gần đây thì giá ớt hiện nay đang có xu thế giảm dần và hy vọng trong thời gian sắp tới nó sẽ tăng trở lại. Bởi vì với cái giá ớt hiện nay, bà con của chúng ta cơ bản sẽ không được lợi nhuận bao nhiêu. Bởi vì trong cái thời tiết ít mùa và cái chi phí đầu tư cũng như là mọi thứ đều tăng cao, và giá ớt thì đang giảm. Chính vì vậy mà hy vọng trong thời gian sắp tới nó sẽ tốt hơn cho bà con của chúng ta. Thì hôm nay trong cái video này, Nông nghiệp Trại Lâm sẽ chia sẻ tùy theo cái mức độ mình thu hoạch, tùy cái lứa hái bói hay là mình hái lên trên đọt, mà cái giá ớt nó cũng có thể dao động ở mức độ khác nhau nha bà con. Tuy nhiên ở tại thời điểm hiện tại hôm nay và lúc này thì cái giá ớt mà mình đang thu lần thứ hai là sau lần bói lần đầu tiên, thì giá ớt mình đang nằm ở giá thì dao động từ 35 đến 38.000. Thì hy vọng sắp tới nó sẽ giúp cho bà con của chúng ta có được cái giá tốt hơn và đem lại cái lợi nhuận cao hơn cho chúng ta. Hy vọng trong thời gian sắp tới sẽ giúp cho bà con của chúng ta. Thì trên đây là cái giá ớt mà hôm nay cái Nông nghiệp Trại Lâm muốn chia sẻ, và hy vọng sẽ đồng hành với bà con để bà con của chúng ta cùng nhau nắm bắt được tình hình thị trường để có được giá cả tốt nhất cho bà con của chúng ta. Cảm ơn bà con đã dành thời gian quan tâm theo dõi đến hết cái video. Nếu bà con quan tâm về các cái mảng nông nghiệp cũng như giá cả nông sản thì chúng ta hãy cùng nhau và đồng hành với nhau để cùng nhau phát triển những cái thông tin cũng như tin tức cho nhau nhé. Kính chào bà con và hẹn gặp lại bà con trong những cái video lần sau. Bye bye.